Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin ăn thịt bò nhớ các mác. Trước ngày ăn miếng thịt bò bít tết với giá cắt cổ của đầu bếp Thổ Nhĩ Kỳ Nukret Kuker, hay còn gọi là JP là thánh rắc muối, ông Tô Lâm đã hướng dẫn một phái đoàn đến viếng mộ Karl Marx ở nghĩa trang tại vùng ngoại ô của nước Anh. Theo phiên bản tiếng Anh của báo Công an, hành động của ông Tô Lâm thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn. Các báo Anh và Mỹ thì phê bình hành động này. Tựa của bài báo trên tờ báo Giờ hôm 8 tháng 11 viết rằng Bộ trưởng Việt Nam ăn miếng bít tết dát vàng trị giá 1.450 bảng sau khi đặt hoa tại mộ của Karl Marx. Đây là bài báo trên báo quốc tế của Anh về bữa tiệc thịt bò của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Khi đặt tựa đề như vậy, tác giả bài báo đã thấy ra những điểm nghịch lý giữa hai sự kiện. Dưới lăng kính của tư cách lãnh đạo, hai hành động đó là chửi nhau. Tạm gác qua bên chuyện đúng hay sai trong tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, tư bản luận, duy vật biện chứng, duy vật lịch sử chỉ bàn chỗ đúng giữa Karl Marx khi nhìn về phía con người, trong khi toàn bộ lý thuyết của mình, Karl Marx, tức là Việt Nam gọi là Marx, nhân danh lớp người bị bóc lột, tức là giai cấp vô sản. Buổi sáng đặt vòng hoa để tưởng nhớ một người đấu tranh cho giai cấp lao động vô sản, rồi tối hôm sau thì ngồi ăn bò bít tết với giá gần 44 triệu đồng mỗi phần. Trong khi nhiều triệu người lao động Việt Nam đang vô sản ở nhà, không biết ngày mai sẽ sống chết ra sao giữa đại dịch COVID-19 hoành hành. Đại dịch này đã ảnh hưởng toàn cầu, nhưng chưa ở đâu, ngay cả ở nước có trên 1 tỷ dân như Ấn Độ đã trải qua thảm cảnh 1,3 triệu người đói khát tìm về quê bằng mọi phương tiện, kể cả đi bộ hàng ngàn cây số như tại Việt Nam. Là lớp người thừa kế gia sản của tiền nhân, dưới lãnh đạo của Đảng Cộng sản, không làm gì cả ngoài việc hưởng lợi tức để lại từ các thời Trần Phú, Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự, Hà Huy Tập, Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, theo kiểu cha truyền còn nối. Đảng Cộng sản Việt Nam không hề chuẩn bị một lối thoát, một phương án nào cho những tình trạng nguy cấp tột cùng như thế. Thực tế bi thảm vừa qua cho thấy, suốt hơn 46 năm, chắc chắn trong các hội nghị trung ương, chưa ai từng đặt ra câu hỏi Đảng phải làm gì để đối phó nếu một đại dịch, một đại thiên tai xảy ra cho đất nước. Nhìn cách giải quyết sự biến cố xảy ra vừa qua, cảm thấy sự bất lực, vụng về, rừng rú và vô nhân của Đảng. Từ khi thành lập cho đến nay, Đảng Cộng sản không sáng tạo thêm gì mới, ngoài hai phương tiện sẵn có gồm một bộ máy tuyên truyền tinh vi và những cách bức hại người dân tàn bạo do ông Tổ Lenin để lại. Đây là hình ảnh bài báo trên báo Công an Nhân dân với tựa đề Luôn ghi nhớ, khắc sâu chân lý, còn Đảng thì còn mình. Chúng ta thường nghe những tên đồ tể tàn sát người dân Do Thái như Himmler, Müller, vì tên của chúng xuất hiện gần như thường xuyên trong các sách báo về Thế chiến thế giới lần thứ hai, nhưng rất ít khi nghe tới Fritz Lilinski. Thật ra Heinrich Himmler và Heinrich Müller về lý luận và thực tế chưa đáng là học trò của Demitsky, giám đốc cơ quan mật vụ Cheka khủng khiếp do Lenin lập ra ngay sau khi cách mạng Cộng sản năm 1917. Loại trừ đảng viên Cộng sản và hầu hết dân Nga đều run sợ khi nghe tên Demitsky. Lenin chết sớm nên không bị nguyền rủa nhiều như Stalin và Mao Trạch Đông, nhưng con số gần 100 người bị giết dưới các chế độ của Đảng Cộng sản là sản phẩm của lý luận Lenin mà ra. Và Việt Nam đang ôm nguyên mớ lý thuyết này. Nhưng cánh tay tàn bạo, tinh vi và thâm độc của chủ nghĩa Marx Lenin không phải giết người mà là tẩy não. Tẩy não là khái niệm do Hunter dùng lần đầu tiên vào năm 1950, là một tiến trình nhằm xóa bỏ mọi nhận thức độc lập của một người qua lao động, qua kiểm soát tâm lý, qua cải tạo tư tưởng để thay vào đó bằng một nhận thức mới, trong trường hợp này là nhận thức cộng sản về mọi lĩnh vực của đời sống của con người. Hệ thống tuyên truyền cộng sản có câu trả lời cho tất cả các câu hỏi và cho mọi người lớn tuổi, mọi trình độ từ em bé mới biết đánh vần cho tới nhà khoa học. Đây là hình ảnh bài báo trong nước mới đây cũng đồng loạt đưa tin về cậu bé 10 tuổi quyết tâm đọc toàn bộ Lenin toàn tập, khiến người đọc sửng sốt và rùng mình. Sau khi phong trào Cộng sản châu Âu sụp đổ, ngôi mộ của Marx mà Tô Lâm đến thăm không còn mang tính thời đại mà được xem như một di tích bảo tàng. Trước năm 1991, mỗi năm vào sinh nhật mùng 5 tháng 5, mộ Marx đã tràn ngập những vòng hoa. Tháng 5 năm 1992,
chỉ có một vòng hoa đặt ở chân mộ với dòng chữ "Chúng tôi vẫn giữ vững niềm tin vào chủ nghĩa cộng sản". Nhưng rồi những năm sau đó không còn ai đến nữa, kể cả những người vừa thể thốt năm qua. Mộ của Mark đã hai lần bị phá hoại vào năm 2019. Nghĩa trang tại Anh có lần đã dùng được làm ngoại cảnh cho một cuốn phim ma. Điều này vô tình nhưng trùng hợp với lý thú với câu mở đầu của tuyên ngôn Đảng Cộng sản như sau: một bóng ma đang ám ảnh châu Âu. Nhưng ở Việt Nam thì khác, sự kiện Tô Lâm đã đặt vòng hoa tại mộ Mark cho thấy ý thức hệ cộng sản vẫn có tác dụng lừa gạt được một số không nhỏ người dân Việt Nam thuộc nhiều trình độ nhận thức khác nhau. Bộ máy tuyên truyền của Đảng trong mức độ nào đó vẫn thành công. Trên sân khấu chính trị Việt Nam, các lãnh đạo Đảng không chỉ là những tên hề làm cho khán giả cười, nhưng đôi khi còn là những kép mùi như Tô Lâm với bài hát "Uống nước nhớ nguồn" làm khán giả cảm động. Và Tô Lâm đã uống nước nhớ nguồn là phải. Không có Mác thì làm gì có thịt bò bít tết, ngàn đô để ăn, xe sang để chạy, nhà sang để ở, thẻ tín dụng để tiêu xài như bây giờ. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Công an Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Bộ Công an đến thăm mộ các Mác ở London. Có hai thành phần tin Tô Lâm thăm mộ các Mác xuất phát ý nguyện chân thành. Một thành phần là ít học, tin vào Đảng và sống theo chủ nghĩa số phận nương nhờ thần linh Đảng. Họ xem Đảng là nắng, là mưa, là mùa xuân, là hy vọng. Bộ máy tuyên truyền của Đảng đã buộc 90 triệu người dân Việt Nam, từ mỗi em bé mới tập nói cho đến cụ già đang mất dần trí nhớ, phải học thuộc, phải tin, phải lặp đi lặp lại những khẩu hiệu, những lời sùng bái, ca tụng các vị lãnh tụ cộng sản, cho đến khi chúng được ghi sâu vào ý thức để trở thành một phần trong đời sống đạo đức và tình cảm của con người. Với thành phần này, cơ chế chính trị của Đảng Cộng sản là tất yếu, chẳng khác gì thời tiết. Họ vui khi một cơn gió mát thổi qua, nhưng không buồn lắm khi trời nắng rát. Một thành phần khác có học và đọc sách vở từ nhiều nguồn nhưng vẫn tin nơi Đảng Cộng sản. Thành phần này có lý luận hơn, biết so sánh tốt xấu, biết chống lại các hiện tượng tiêu cực trong xã hội và thậm chí có khi cũng lên tiếng phản biện về sai lệch của Đảng. Nhưng trong thầm đáy lòng của họ vẫn nghĩ chỉ có Đảng Cộng sản mới đủ tư cách chính trị để lãnh đạo đất nước. Họ được trích vaccine và nghi ngờ mọi thứ ngoại trừ Đảng và nhận thức còn sớm hơn trẻ em được trích vaccine phòng cúm. Theo họ, xã hội nào cũng có mặt tốt và mặt xấu, Đảng cũng thế. Đúng thì khen, sai thì sửa, nhưng thay đổi thì không. Họ ngụy biện rằng trình độ hiểu biết của người dân Việt Nam nói chung còn thấp để có thể xây dựng một chế độ dân chủ theo kiểu Mỹ, kiểu Pháp, kiểu Anh. Và do đó, đa đảng chỉ dẫn đến hỗn loạn trong khi đất nước còn đang cần đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh ngôi mộ của các bác ở Anh nhiều lần đã bị quét vôi sơn đỏ và bị đập bằng búa bởi người dân. Tượng Lenin cũng bị nhiều người dân kéo sập ở Nga và nhiều các quốc gia Đông Âu không còn những thứ này. Và câu hỏi đặt ra là thế nào là thấp? Dân chủ là một tiến trình chứ không phải là một món quà hợp chế biến sẵn, chỉ khui ra là ăn. Dân tộc Mông Cổ có thể nói chưa bao giờ thật sự sống dưới chế độ dân chủ trước ngày bầu cử đa đảng ngày 29 tháng 7 năm 1990. Nhưng cũng từ ngày vui đó có một nền Cộng hòa được ra đời và phát triển tương đối ổn định cho đến nay. Quốc gia nằm sâu trong đất liền này đã vươn lên từ một dân tộc sống rải rác trên các thảo nguyên bát ngát để ngày nay có tổng sản phẩm nội địa GDP tính theo đầu người vượt 4.000 Mỹ Kim. Người chăn cừu trên thảo nguyên Mông Cổ trước năm 1990, theo cách nói của Mark, chỉ là một công cụ sản xuất giống như cừu. Hôm nay, ông ta là một con người tự do. Điều này cho thấy dân chủ cần được hoàn thiện theo đà phát triển của một quốc gia, nhưng đồng thời cũng luôn phải thích nghi với con người, trong dù trình độ giáo dục nào, nhận thức nào và đang sống ở đâu trên trái đất này. Cộng hòa Ba Lan thì có tới 97 đảng chính trị, trong đó 19 đảng có đại diện trong quốc hội, nhưng không phải vì thế mà gây ra mất ổn định. Ba Lan ngày nay là một quốc gia hùng mạnh GDP, tính trên đầu người, tăng từ 1.700 Mỹ Kim USD từ năm 1990, lên đến 15.600 đô la vào năm 2020. Và con số này không dừng lại ở đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 11 năm 2021 với bản tin "Ăn thịt bò nhớ các Mác". Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa
Thời báo.d. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin tai tiếng Tô Lâm, chính quyền để mọi việc chìm xuồng hay sao. Vụ tai tiếng của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ăn thịt bò rát vàng ở Anh Quốc lên tới hàng nghìn bảng Anh, đẩy chính quyền vào thế bị động, lúng túng và chỉ còn cách để mọi việc tự lắng xuống. Còn ông Lâm chỉ bị ảnh hưởng về mặt uy tín chứ không bị suy chuyển gì cả. Một nhà quan sát từ trong nước nhận định như vậy với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trước đó, hình ảnh video rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy ông Tô Lâm há hốc miệng được thánh rắc muối giết về đút món thịt bò rắc vàng đã gây bão trên mạng xã hội giữa lúc người dân cả nước đang gồng mình chống dịch COVID-19. Đây là hình ảnh bữa tiệc rắc vàng đắt đỏ của ông Bộ trưởng tại nhà hàng của thánh rắc muối gây bão mạng suốt tuần qua. Ông Tô Lâm bị lên án là xa xỉ, phung phí, đạo đức giả vì trước đó ông vừa đi viếng mộ nhà lãnh đạo cách mạng vô sản Karl Marx ở London. Hình ảnh được cho là được ghi trong một chuyến công cán mà ông Lâm tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Anh dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 vào hồi cuối tháng 10 năm 2021. Tuy nhiên, đến giờ vẫn chưa rõ bối cảnh của sự việc vì cả bản thân ông Lâm và chính quyền vẫn chưa lên tiếng, mặc dù đã gần 2 tuần lễ trôi qua từ lúc vụ việc bị vỡ lở và truyền thông quốc tế đăng tải khắp nơi. Điều này khác với khi Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang vào hồi đầu tháng 10 bị tung lên mạng đoạn ghi âm ông trao đổi về việc An Giang không tiếp đón dân về quê tránh dịch. Chính quyền đã nhanh chóng cho rằng đây là sản phẩm cắt ghép, gian dựng, sai sự thật của tổ chức phản động nước ngoài và yêu cầu công an khởi tố vụ án để điều tra. Một số nhà bình luận cho rằng ông Tô Lâm đã bị cải bẫy để bị quay video vì tâm lý đi ăn uống ở nước ngoài nên thoải mái và không có sự phòng bị. Tuy nhiên, đây chỉ là giả thiết, dường như cũng có lý bởi ngay trong chính nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, dĩ nhiên cũng có những phe cánh muốn triệt hạ lẫn nhau, và đây cũng là một dạng viên đạn bọc đường cực kỳ khéo léo. Theo dõi chặt chẽ phản ứng của báo chí về vụ việc, ông Nguyễn Hữu Vinh, tức Blog Ba Sàm cho biết, báo chí trong nước gần như hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Đó là sự khôn ngoan của báo chí, họ biết mình phải làm gì. Ông Vinh đã trao đổi như vậy với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ Hà Nội. Đây là hình ảnh bữa tối giản dị của Tổng thống Donald Trump trên chuyên cơ gồm có bánh mì kẹp thịt. Ông Vinh cho rằng nếu chính quyền không lên tiếng bác bỏ hay đính chính thì công chúng mặc nhiên có quyền khẳng định hình ảnh trong đoạn clip đó là xác thực. Ngoài ra, việc hàng chục tờ báo và trang mạng có uy tín trên thế giới đều đã đưa tin đó chứng tỏ nó đã được kiểm chứng rất chắc chắn, ông Vinh đã nói. Sự im lặng của chính quyền càng tạo điều kiện cho mọi người tung ra đủ mọi suy đoán về thất âm mưu cũng như theo ông Vinh, và điều này không có lợi cho chính quyền. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng vụ việc đã đặt chính quyền vào thế khó vì họ không biết xử lý như thế nào cho ổn thỏa. Tôi tin rằng không có cách nào vì đây là khủng hoảng quá đặc biệt nên họ chỉ chờ cho thời gian qua đi thôi, ông Vinh nói như vậy. Trong bối cảnh người dân trong nước đang gặp đủ các vấn đề từ đại dịch COVID-19, nguy cơ lạm phát, kinh tế, đời sống khó khăn, rồi dồn dập các hoạt động đối ngoại cuối năm, thì chính quyền có lý do để cho rằng chuyện của ông Tô Lâm sẽ bị lãng quên, ông phân tích. Trước báo dư luận, sau khi về nước từ châu Âu, ông Lâm vẫn xuất hiện bình thường trước công chúng và phát biểu trước Quốc hội như không có gì xảy ra. Đây là hình ảnh ông Bùi Tuấn Lâm, chủ quán bún bò Ba Cô Gái ở Đà Nẵng, đã diễn lại hành động rắc muối của quán bò rát vàng thành hành động rắc hành lên tô bún bò. Vì video này mà ông Lâm dường như đã bị công an đến nhà triệu tập đi làm việc. Mới đây nhất, ông Tô Lâm đã đến dự phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở tỉnh Điện Biên vào hôm 14 tháng 11. Blog này cho rằng việc ông Lâm làm việc theo lịch trình đã định sẵn là việc bình thường, chứ không phải để khỏa lấp hay đánh lạc hướng dư luận. Mới đây, từ khóa tìm kiếm liên quan đến vụ việc ông Tô Lâm bị chặn trên mạng xã hội. Trong bối cảnh mọi việc đã có dấu hiệu dịu bớt, ông Vinh cho rằng đây là hành động thiếu khôn ngoan vì làm cho đám cháy càng cháy to hơn. Và dường như nó có thể bị khuấy lên lại. Blog Ba Sàm của Nguyễn Hữu Vinh vốn từng là công an và từng bị tuyên án 5 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, cho rằng cách làm hiện nay của chính quyền tiềm ẩn nhiều rủi ro. Giả sử trong một cuộc tiếp xúc cử tri nào đó sắp tới,
để báo cáo về kết quả kỳ họp Quốc hội. Nếu cử tri nào đứng lên thắc mắc về chuyện này thì nó sẽ lại bùng lên, ông phỏng đoán. Nhất là đối với đề tài chống tiêu cực, tiết kiệm, những điều đảng viên không được làm mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động nên rất dễ bị người dân nêu lên để hỏi ông Tổng Bí thư. Ông Vinh cũng nói thêm, khi đó báo chí sẽ cơ hội để nhảy vào. Đây là hình ảnh miếng thịt bò của Bộ trưởng Tô Lâm có giá tới 45 triệu đồng là tương đương với 3.000 bánh mì thịt hoặc 30 hộ gia đình được hỗ trợ trong cơn đại dịch COVID-19 vừa qua. Cũng theo ông Vinh thì ông Tô Lâm là lãnh đạo cấp cao, là một ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực nên xử lý những vấn đề liên quan đến ông là rất khó. Và phải được sự đồng thuận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo, thậm chí cả bên Bộ Ngoại giao nữa thì mới đưa ra được cách xử lý, ông giải thích. Tuy nhiên, nếu ông Tô Lâm khôn ngoan thì ông ấy nên chủ động trao đổi với các vị kia để mà tìm ra cách giải quyết, ông Vinh nhấn mạnh. Ông ấy chỉ phải trả cho một cái giá nho nhỏ là xong chuyện. Cũng theo lời ông nói, đối với các lãnh đạo ở cấp cao như ông Lâm thì việc giao tiếp đãi đằng nghi lễ vì công việc mà phải có cũng là chuyện bình thường, thậm chí là nghiệp vụ của ngành công an. Nhưng khi người dân biết được thì họ sẽ thấy không bình thường. Cái đó cần giải thích ra cho người dân biết là đi ăn với ai, vì mục đích gì, vân vân, ông nói. Nhưng cái tử huyệt là ở chỗ càng giải thích thì lại càng lộ ra nhiều chuyện này, chuyện kia về bí mật công việc. Và sự mất uy tín cũng ập đến Tô Lâm. Đánh giá về tác động của việc này đối với ông Tô Lâm, blogger Nguyễn Hữu Vinh nói rằng ít nhất về uy tín thì trong mắt người dân của chúng tôi tin là sẽ bị ảnh hưởng rồi. Tuy nhiên, nếu soi kỹ thì cũng không rõ việc ông Tô Lâm làm có phạm vào các điều đảng viên không được làm hay không. Cần phải biết chính xác bữa ăn ấy là cái gì, thành phần, mục đích, nguyên nhân, rồi tiền bạc chi trả ra sao, ông Vinh giải thích thêm. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Tô Lâm và Chánh án Tòa án tối cao Nguyễn Hòa Bình là hai quan chức Việt Nam bị đưa vào chiến dịch vận động áp dụng đạo luật Magnitsky do 10 tổ chức đang xúc tiến. Đây là hai quan chức Việt Nam bị cáo buộc có những hành vi vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền tại Việt Nam. Mặc dù vậy, hình ảnh ông Tô Lâm thể hiện trong đoạn clip như vậy, theo đánh giá của ông Vinh là thiếu văn hóa. Một lãnh đạo cao cấp mà ăn uống theo phương pháp đó thì là không xứng đáng với tư cách. Trả lời câu hỏi của Đại tướng Hoa Kỳ tại sao một vị đứng đầu an ninh trong nước mà lại để bất cẩn cho mình hình ảnh không mong muốn của mình bị quay để phát tán cho công chúng, ông Vinh cho rằng đây là điều đau đớn đối với ông Tô Lâm. Tuy nhiên, nó không thể hiện ông Tô Lâm có nghiệp vụ yếu kém. Cũng theo ông Vinh, vốn cho biết bản thân ông từng đi học chung, từng công tác trong một cục ở Bộ Công an và từng thân với ông Tô Lâm. Tính ông ấy từ khi đi học, bạn bè với nhau đều hiểu là ông ấy rất xuề xòa, ông Vinh nói. Ông Tô Lâm không phải là người có bề dày làm công tác nghiệp vụ mà chủ yếu làm công tác tham mưu. Cho nên trong chuyện này, trách nhiệm chính là những người cấp dưới năng lực kém khi để cho lệnh hình ảnh của lãnh đạo của mình bị đưa lên mạng như thế, ông nói thêm. Bên cạnh đó, đây cũng là căn bệnh của các lãnh đạo Việt Nam, là khi chức càng to và quyền hành càng lớn thì dễ bị chủ quan. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2021 với bản tin Tai tiếng Tô Lâm, chính quyền để mọi việc chìm xuồng hay sao? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Các bạn cũng có thể bấm nút ủng hộ Thời báo .d ở phía dưới để chúng tôi có điều kiện làm những bản tin mới phục vụ các bạn tốt hơn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.